năm chiếc bánh mến chào anh chị em theo facebook luật sư trịnh vĩnh phúc vừa chia sẻ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum ra thông báo về kết luận giám định tâm thần đối với bị can nguyễn văn kiên và gia đình người bị hại có đơn yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần lại tôi họ tên trần văn khuê là cha của người bị hại linh mục trần ngọc thanh sinh năm 1981, bị hung thủ nguyễn văn kiên sát hại vào ngày 29 tháng 1 năm 2022 tại thôn Giang Lố 2, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum. Được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum khởi tố, điều tra. Ngày 30 tháng 5 năm 2022, gia đình tôi nhận được thông báo kết luận giám định số 160 TBCSHS đến ngày 24 tháng 5 năm 2022 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum, do phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Thượng tá Lương Văn Hồng ấn ký cho biết, kết luận giám định pháp y tâm thần theo chương cầu số 92, KLGD ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đối với tình trạng sức khỏe tâm thần của bị can Nguyễn Văn Kiên. Trong án sát hại xảy ra ngày 29 tháng 1 năm 2022 tại thôn Giang Lố 2, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum, như sau. Kết luận về y học, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại bị can Nguyễn Văn Kiên bị bệnh, rối loạn hoang tưởng dai dẳng, giai đoạn hoang tưởng chi phối, F220. ICD-10. Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại bị can Nguyễn Văn Kiên, mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi. Ý kiến khác, đề nghị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Gia đình chúng tôi nhận thấy, kết luận giám định pháp y tâm thần theo chương cầu số 92 KLGD ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên đối với bị can Nguyễn Văn Kiên có dấu hiệu bất thường, không chính xác, cần phải được giám định lại lần hai ở cấp cao hơn. Theo thông tin mà gia đình chúng tôi biết được, trước khi xảy ra vụ án, thì tên Nguyễn Văn Kiên có cuộc sống gia đình và sinh hoạt bình thường, chưa từng được phát hiện có dấu hiệu tâm thần và chữa trị bệnh về tâm thần trước lúc thực hiện hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Kiên điều khiển xe gắn máy từ nhà gần tới nơi dự định gây án hắn còn gửi xe ở nhà người quen rồi đi bộ đến nhà nguyện nơi linh mục ban bí tích hòa giải cho giáo dân đang xưng tội rồi hắn rình dập sau đó ra tay sát hại cách quyết liệt khi bị bắt nguyễn văn kiên đã khai nhận về hành vi sát hại cuộc lấy khẩu cung ngay sau đó có ghi hình được đưa lên sóng truyền hình cho thấy hắn tỉnh táo khai nhận tội nguyễn văn kiên chỉ có thể là kẻ mắc chứng bệnh hoang tưởng lệch lạc về nhân cách và giảm sút về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi nhưng không thể là mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi gia đình chúng tôi yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum ra quyết định trưng cầu giám định lại lần hai đối với sức khỏe tâm thần của bị can Nguyễn Văn Kiên tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương tại Hà Nội. Chúng tôi không đồng ý áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Nguyễn Văn Kiên trong thời gian chưa có kết luận giám định pháp y tâm thần lần hai đối với y. Trích đơn yêu cầu trưng cầu giám định tâm thần lại đề ngày 31 tháng 5 năm 2022 của cụ Trần Văn Khuê, thân phụ Linh Mục Du Xe Trần Ngọc Thanh, gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Con Tum và viện kiểm sát nhân dân tỉnh con tum